Vị chi sứ sử thiên Ngày bảy tư Hãy nghe và nhắc lại cách nói Vâng, hai vị xin đợi chút Hào chính sau tầng Trong đó sau tầng là cách nói rất lịch sự Thường dùng nói với khách hàng Hào Quầy Chính

không được quyết định như vậy đi họ y Yến với định. thật à chân là mà viên của hội quán Tam thế 三是会馆的老师，。我打给你叫一下吧。如果我叫你，你叫什么？ Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo hỏi hiểu sân trình là mấy hiểu? Gọi chút gì? Lái đẻo sớm á? Hôm nay mời khách. Chính tiên chỉnh khở. Đó đâu thể tính là 那哪能算是？两位嫂，不客气，别客气。两位想要喝什么？请敏卡布奇诺。 给我卡布奇诺。给我咖啡茶三的。给我绿茶咖啡吧。